làm chậu xi măng tròn 50cm cao 49cm. Xin kính chào các bạn thân mến. Hôm nay, một ngày đẹp trời, mình sẽ làm một phim ngắn về việc làm một cái chậu với đường kính lọt lòng là 50cm và chiều cao chậu là 49cm. Mời các bạn hãy cùng xem. Đầu tiên với việc làm lòng cát, yêu cầu cát phải đủ ẩm. Nếu cát khô các bạn hãy tưới thêm nước vào. Các bạn đắp cát xung quanh trục và đè nén hoặc dùng chân đạp nhẹ cho cát được nén lại, nhất là phần phía bên dưới. Phần bên dưới có chắc chắn thì phần ngọn bên trên mới bền vững trong quá trình chúng ta làm việc. Lưỡi dao quay quanh trục sẽ định hình lòng cát, cái bay để vuốt cát lên và để dọn đường cho lưỡi dao tiến tới. Về lưỡi dao thường gồm hai phần, lưỡi để làm lòng cát và lưỡi để làm phần thân chậu. Khi làm lòng cát thì chúng ta gắn lưỡi dao cát vào lưỡi dao chính. Khi quay phần thân chậu thì chúng ta gỡ lưỡi dao cát này ra và nhớ vệ sinh lưỡi dao chính bằng giấy nhám, chà nhám tới lui lưỡi dao cho lưỡi dao được mịn, dễ dàng tạo ra bề mặt bóng nhất cho thân chậu khi chúng ta phủ lớp hồ dầu, lớp hồ cuối cùng lên thân chậu. Tiếp theo mình sẽ làm thân chậu, các bạn sử dụng xi măng và cát theo tỷ lệ, 1 xi măng 2.5 cát và có thể thêm đá mi cho chậu thêm chắc chắn, lượng nước thêm vào vừa đủ sao cho dùng cái cao múc chế được nhưng không quá lỏng. Các bạn tiến hành chế hỗn hợp xung quanh miệng chậu và một lớp xung quanh thân chậu, đặt vào các vòng dây chỉ chịu lực, có thể thêm nhiều vòng dây kim loại nhỏ hơn cho chậu thêm chắc chắn. Các bạn tiếp tục chế hỗn hợp lên cho đầy. Lưu ý, không chế một lần quá nhiều ở phần trên vì sẽ gây sụp lòng cát, mất công sửa mà lòng chậu không được đẹp. Các bạn cũng có thể ngồi nghỉ ngơi chờ hỗn hợp rút bớt nước, hoặc dùng xi măng khô rắc lên cho hút bớt nước và tăng độ bám dính. Cố gắng lấp đầy hỗn hợp lên phần thân chậu và quay lưỡi dao, dùng hết tất cả kỹ thuật mà các bạn biết để làm cho được một cái thân chậu thật đẹp hết sức có thể.
lớp hỗn hợp vào lúc gần công đoạn cuối cùng, các bạn hãy dùng hồ 2, dùng tỷ lệ 1 xi măng và 2 cát cuối để bít các lỗ còn sót lại. Việc này giúp tăng độ bám dính và nhanh có được bề mặt láng mịn. Các bạn hãy hoàn thiện chậu với sự cố gắng hết sức sao cho phẳng nhất, mịn nhất, làm hết sức có thể để khi lát nữa chúng ta láng qua lớp hồ dầu. Lớp hỗn hợp cuối cùng gồm xi măng khô đã sàng sạch pha với nước sao cho sền sệt, không quá lỏng, sao cho chỉ cần quay lưỡi dao vài vòng sẽ đạt được độ bóng, đạt được sự láng mịn như mong muốn. Lưu ý là các bạn chỉ nên quay vài vòng không quá nhiều vòng, và không được kéo lùi lưỡi dao, vì kéo lùi sẽ làm chóc xi măng bề mặt chậu, sẽ mất công sửa lại. Vậy là các bạn đã biết cách để quay được phần thân chậu, cắt những phần dư xung quanh miệng chậu u sử dụng cho việc khác. Việc còn lại là chờ đợi thời gian qua đi. Hai ngày sau, chúng ta tiến hành lật chậu lên, lật nhẹ nhàng, sau đó các bạn hãy vệ sinh cát trong lòng chậu thật sạch, mài bỏ bớt những phần cát và xi măng lùi ra trên miệng chậu. Các bạn có thể đặt chậu lên bàn quay để làm đẹp miệng chậu, hoặc dùng hỗn hợp gồm xi măng pha nước quậy đều cho sền sệt và quét lên miệng chậu, quét 3-4 vòng cho miệng chậu dày thêm vài mm. Chờ cho lớp này bớt ướt, chúng ta sẽ dùng một bọc ni lông xếp lại và vuốt kéo vài vòng quanh miệng chậu,
sao cho đạt được độ bóng đẹp hết mức có thể. Quét xi măng lòng chậu, vệ sinh những chỗ cần thiết, việc còn lại là để chậu trong mát. Hôm sau các bạn mới tiến hành phơi nắng cho chậu được khô, chà nhám cho mịn lại và sơn màu cho chậu. Về sơn màu các bạn dùng tỷ lệ một keo một màu pha thêm một ít nước, quậy đều, sau đó dùng cọ quét lên bề mặt chậu. Các bạn có nhiều màu thì hãy phối hợp cho sinh động, làm cho chậu thật đầy màu sắc hay đơn giản tùy vào các bạn. Mong rằng các bạn hãy thật kiên nhẫn khi làm công việc đầy tính mỹ thuật và nghệ thuật này. Mong rằng phim ngắn này sẽ hữu ích với các bạn ít nhất một điều nhỏ nhoi gì đó. Cuối cùng xin kính chúc các bạn thành công trong việc tạo ra những cái chậu đẹp và hữu ích cho đời, hữu ích cho người xung quanh. Xin kính gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất, thành công, may mắn, hạnh phúc, sức khỏe tràn đầy. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Các bạn có câu hỏi xin để lại lời nhắn, mình sẽ giải đáp khi có thể. Các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh để các bạn có thể theo dõi các phim mới vừa tải lên. Xin các bạn hãy chia sẻ điều này đến những người bạn thân yêu của các bạn. Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem phim. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo. Make a 50 centimeters round cement pot with a height of 49 centimeters. Hello, dear friends. Today, a beautiful day, I will make a short film about making a pot with a diameter of 50 centimeters inside and a height of 49 centimeters. Please join us. First, with making the sand bed, the sand must be moist enough. If the sand is dry, please add more water. You put sand around the shaft and press it, or use your foot to lightly press the sand to compress it, especially the lower part. The lower part is sure. The top will be stable during our work. The blade rotates about the shaft to shape the bed of the sand, the trowel to sweep the sand up and to clear the way for the blade to advance. The blade usually consists of two parts. The blade to make the sand bed and the blade to make the body of the pot. When making sand bed, we attach the sand blade to the main blade. When turning the body of the pot, we remove this sand blade. And remember to clean the main blade with sandpaper, sanding the blade back and forth to make the blade smooth, easily creating the most glossy surface for the pot body when turning. We cover the oil lake, the last layer on the body of the pot. Next, I will make the body of the pot. You use cement and sand in the ratio 1 cement plus 2.5 sand, and can add rock MI to make the pot more sturdy. The amount of water added is just enough to use a ladle. Prepared but not too liquid. You proceed to make the mixture around the mouth of the pot and a layer around the body of the pot. Put in the lead bearing rings. You can add many smaller metal wire rings to make the pot more sturdy. You continue to make the mixture until it is full. Note: don't make too much at one time in the upper part, because it will cause the sand bed to collapse. It will take time to repair, but the pot is not beautiful. You can also sit back and wait for the mixture to absorb water, or use dry cement sprinkled to absorb less water and increase adhesion. Try to fill the pot with the mixture and turn the blade. Using all the techniques you know to make the best pot body possible. Layer of the mixture near the final stage, please use glue too. Use the ratio of 1 cement and 2 final sand to seal the remaining holes. This helps to increase adhesion and quickly get a smooth surface. Smooth. Please finish the pot with your best efforts to make it as flat, smooth as possible, so that when we will soon pass through the oil paste. The final layer of the mixture consists of dry cement that has been sieved and mixed with water to make a paste, not too liquid.
so that just turning the blade a few times will achieve the desired shine and smoothness. Note that you should only turn a few turns, not too many turns, and do not pull back the blade. Because pulling back will strip the surface of the pot, it will take time to repair. So you know how to rotate the body of the pot, cut the excess around the mouth of the pot to use for other things. The rest is to wait for the time to pass. 2 days later, we proceed to turn the pot over, gently turn it over, then clean the sand in the pot thoroughly. Grind away the sand and cement protrusion over the mouth of the basin. You can put the pot on the turntable to beautify the mouth of the pot or use a mixture of cement mixed with water to stir well to make a paste and sweep over the mouth of the pot. Sweep 3 or 4 times to make the mouth of the pot a few millimeters thicker. Wait until this layer is less wet. We will use a plastic wrap to fold and swipe a few times around the mouth of the pot, so as to achieve the most beautiful shine possible. Cement the basin. Sanitize where necessary. The rest is to leave the pot in the cool. The next day you proceed to dry the pot in the sun, sand it to smooth and paint the pot. About paint color, you use the ratio of 1 glue plus 1 color. Add a little water, stir well. Then use a brush to brush on the surface of the pot. If you have many colors, please coordinate to make the pot full. Color or simple is up to you. I hope you will be very patient in doing this work full of art and art. Hope this short film will be useful to you at least one little thing. Finally, I wish you success in creating beautiful and useful pots for life, useful for people around. I would like to send you my best wishes, success, luck, happiness, full health. See you in the next videos. If you have any questions, please leave a message and I will answer as soon as possible. Please press the button to subscribe to the channel so that you can follow the newly uploaded movies. Please share this with your dear friends. Once again, thank you for taking the time to watch the movie. Thank you for sharing. Thank you for subscribing to the channel. See you in the next parts. Haz una maceta de cemento redonda de 50 centímetros con una altura de 49 centímetros. Hola queridos amigos, hoy, un hermoso día, haré un cortometraje sobre cómo hacer una maceta con un diámetro de 50 centímetros en el interior y una altura de 49 centímetros, únanse a vernos. Primero, al hacer el lecho de arena, la arena debe estar lo suficientemente húmeda. Si la arena está seca, agregue más agua. Pones arena alrededor del eje y lo presionas o usas tu pie para presionar ligeramente la arena para comprimirla, especialmente la parte inferior es segura. La parte superior se mantendrá estable durante nuestro trabajo. La hoja gira alrededor del eje para dar forma al lecho de arena. La paleta para barrer la arena y despejar el camino para que la hoja avance. La hoja suele constar de dos partes, la hoja para hacer el lecho de arena y la hoja para hacer el cuerpo de la olla. Al hacer la cama de arena, unimos la hoja de arena a la hoja principal. Al girar el cuerpo de la olla, retiramos esta hoja de lija y recordamos limpiar la hoja principal con papel de lija. Lijando la hoja hacia adelante y hacia atrás para que la hoja quede suave, creando fácilmente la superficie más brillante para el cuerpo de la olla al girar. Cubra el lago de aceite. La última capa del cuerpo de la olla. A continuación haré el cuerpo de la olla, usas cemento y arena en la proporción. 1 cemento más 2,5 arena y puedes agregar mi roca para hacer la olla más resistente. La cantidad de agua agregada es suficiente para usar un cucharón. Pero no demasiado líquido.
Se procede a hacer la mezcla alrededor de la boca de la olla y una capa alrededor del cuerpo de la olla. Se colocan los aros portadores de plomo, se pueden agregar muchos aros de alambre metálico más pequeños para hacer la olla más resistente. Continúas haciendo la mezcla hasta que esté llena. Nota: no hagas demasiado de una sola vez en la parte superior porque hará que el lecho de arena se derrumbe, llevará tiempo repararlo, pero la maceta no es bonita. También puede sentarse y esperar a que la mezcla absorba agua o usar cemento seco rociado para absorber menos agua y aumentar la adherencia. Intenta llenar la olla con la mezcla y gira la cuchilla. Usando todas las técnicas que conoces para hacer el mejor cuerpo de olla posible. Capa de la mezcla cerca de la etapa final, use pegamento 2. Use la proporción de 1 cemento y 2 arena final para sellar los orificios restantes, esto ayuda a aumentar la adhesión y obtener rápidamente una superficie lisa. Termine la olla con su mejor esfuerzo para que quede lo más plana y lisa posible, de modo que cuando pasemos pronto a través de la pasta de aceite, la capa final de la mezcla sea de cemento seco que ha sido tamizado y mezclado con agua para haga una pasta, no demasiado líquida. De modo que con solo girar la cuchilla unas cuantas veces logre el brillo, logre la suavidad deseada. Tenga en cuenta que solo debe girar unas pocas vueltas, no demasiadas vueltas. Y no tire de la hoja hacia atrás, ya que si tira hacia atrás se dañará la superficie de la olla, la reparación llevará tiempo. Para que sepa cómo rotar el cuerpo de la olla, corte el exceso alrededor de la boca de la olla para usarlo en otras cosas. El resto es esperar a que pase el tiempo. 2 días después, procedemos a darle la vuelta a la olla. Darle la vuelta suavemente, luego limpiar la arena de la olla a fondo, triturar la arena y el cemento que sobresale sobre la boca del lavabo. Puedes poner la olla en el plato giratorio para embellecer la boca de la olla o usar una mezcla de cemento mezclado con agua para remover bien para hacer una pasta y barrer sobre la boca de la olla. Barrer 3 o 4 veces para hacer la boca de la olla unos milímetros más gruesa, espere hasta que esta capa esté menos húmeda. Usaremos una envoltura de plástico para doblarla y deslizar unas cuantas veces alrededor de la boca de la olla, para lograr el brillo más bonito posible. Cementar la palangana. Desinfecte donde sea necesario. El resto es dejar la maceta en fresco. Al día siguiente se procede a secar la maceta al sol, lijarla para alisarla y pintar la maceta sobre el color de la pintura. Use la proporción de 1 pegamento más 1 color, agregue un poco de agua, revuelva bien, luego use un pincel para cepillar la superficie de la olla, si tiene muchos colores, coordine para llenar la olla. El color o la sencillez depende de ti. Espero que tenga mucha paciencia al hacer este trabajo lleno de arte y arte. Espero que este cortometraje te sea de utilidad al menos una cosita. Por último, les deseo éxito en la creación de macetas hermosas y útiles para la vida, útiles para las personas que nos rodean. Me gustaría enviarle mis mejores deseos, éxito, suerte, felicidad, plena salud. Nos vemos en los próximos videos. Si tiene alguna pregunta, deje un mensaje y le responderé lo antes posible. Presione el botón para suscribirse al canal para que pueda seguir las películas recién cargadas. Comparta esto con sus queridos amigos. Una vez más, gracias por tomarse el tiempo de ver la película. Gracias por compartir, gracias por suscribirse al canal. Nos vemos en las próximas partes.
Faça pote de cimento redondo de 50 centímetros com 49 centímetros de altura. Olá, queridos amigos, hoje lindo dia. Farei curta-metragem sobre como fazer panela com diâmetro de 50 centímetros por dentro e altura de 49 centímetros. Juntem-se a nós para vereador primeiro. Ao fazer leito de areia. A areia deve estar úmida o suficiente. Se a areia estiver seca, adicione mais água. Você coloca a areia ao redor do eixo e pressiona ou usa o pé para pressionar levemente a areia para comprimi-la. Principalmente a parte inferior. A parte inferior é certa. O topo ficará estável durante o nosso trabalho. A lâmina gira em torno do eixo para moldar o leito de areia. A espátula para varrer a areia e abrir caminho para que a lâmina avance. A lâmina geralmente consiste em duas partes: a lâmina para fazer o leito de areia e a lâmina para fazer o corpo do pote. Ao fazer o leito de areia, colocamos a lâmina de areia na lâmina principal. Ao girar o corpo da panela, retiramos esta lâmina de areia, e lembre-se de limpar a lâmina principal com lixa. Lixando a lâmina para frente e para trás para tornar a lâmina lisa, criando facilmente a superfície mais brilhante para o corpo da panela ao girar. Cubra a lagoa de óleo. Última camada do corpo da panela. A seguir farei o corpo do pote. Você usa cimento e areia na proporção 1 cimento mais 2,5 areia e pode adicionar pedra-me para deixar o pote mais resistente. A quantidade de água adicionada é só o suficiente para usar concha. Mas não muito líquido, você prossegue fazendo a mistura ao redor da boca da panela e camada ao redor do corpo da panela. Coloque os anéis de chumbo, você pode adicionar muitos anéis de arame de metal menores para tornar a panela mais resistente, você continua a fazer a mistura até que esteja completa. Nota: não faça muito de uma vez na parte superior porque isso fará com que o leito de areia desmorone. Levará tempo para consertar, mas o vaso não é bonito. Você também pode sentar e esperar que a mistura absorva água ou usar cimento seco borrifado para absorver menos água e aumentar a adesão. Tente encher a panela com a mistura e virar a lâmina. Usando todas as técnicas que você conhece para fazer o melhor corpo de panela possível, camada da mistura perto da fase final, use a cola 2. Use a proporção de 1 cimento e 2 areia final para selar os orifícios restantes. Isso ajuda a aumentar a adesão e obter rapidamente superfície lisa. Por favor, termine o pote com seus melhores esforços para torná-lo o mais plano e liso possível, de modo que, quando passarmos em breve pela pasta de óleo, a camada final da mistura consiste em cimento seco que foi peneirado e misturado com água para faça pasta, não muito líquida. De forma que bastando girar a lâmina algumas vezes já se obtém o brilho, a lisura desejada. Observe que você deve girar apenas algumas voltas, não muitas voltas, e não puxe a lâmina para trás. Porque puxar irá estragar a superfície da panela e levará tempo para consertar. Então você sabe girar o corpo da panela, cortar o excesso em volta da boca da panela para usar em outras coisas. O resto é esperar que o tempo passe. 2 dias depois,
Procedemos a virar o pote, virá-lo com cuidado, depois limpar bem a areia do pote. Esmerilhar a areia e a saliência do cimento sobre a boca da bacia. Você pode colocar a panela na plataforma giratória para embelezar a boca da panela ou usar uma mistura de cimento misturado com água para mexer bem para fazer uma pasta e varrer pela boca da panela. Varrer 3 ou 4 vezes para fazer a boca de o pote alguns milímetros mais grosso, espere até esta camada ficar menos úmida. Vamos usar um filme plástico para dobrá-lo e passar algumas vezes na boca do pote, para conseguir o brilho mais bonito possível, cimentar a bacia, sanitize quando necessário. O resto é deixar a panela no fresco, no dia seguinte proceda-se a secar a panela ao sol, lixar para alisar e pintar a panela. Sobre a cor da tinta, você usa a proporção de 1 cola mais 1 cor. Adiciona um pouco de água, mexa bem, depois usa um pincel para passar na superfície do pote. Se tiver muitas cores, coordene para encher o pote. Cor ou simples é com você. Espero que você tenha muita paciência ao fazer esse trabalho repleto de arte e arte. Espero que este curta-metragem seja útil para você em pelo menos uma coisinha. Por fim, desejo-lhe sucesso na criação de vasos bonitos e úteis para a vida, úteis para as pessoas ao redor. Gostaria de enviar-lhe os meus melhores votos de sucesso. Sorte, felicidade, saúde plena. Te vejo nos próximos vídeos. Se você tiver alguma dúvida, deixe um recado que responderei o mais breve possível. Por favor, pressione o botão para se inscrever no canal para que você possa acompanhar os filmes recém-carregados. Por favor, compartilhe isso com seus queridos amigos. Mais uma vez, obrigado por dedicar seu tempo para assistir o filme. Obrigado por compartilhar. Obrigado por se inscrever no canal. Te vejo nas próximas partes.